Một cái lẩu đồng quê nha các bạn ơi. Hải sản của lẩu đồng quê nè, gồm có cá đồng quê, tôm đồng quê. Bỏ vào lẩu đồng quê nha. Lẩu này là lẩu chua nha các bạn. Lẩu chua đó. Đây. Rồi tiếp tục dĩa thứ hai. Cá rất là nhiều. Cái này là cái dĩa mình kêu thêm nha chứ các bạn. Đó, nhìn nó rất là ngon nha. Rất đã, nó có ớt nữa, nhìn nó rất là màu mè, nó cũng rất là đẹp. Ăn cũng rất là ngon. Và ăn lẩu thì mình rất là thích. Cái dĩa nước mắm này quá đã luôn. Đó, ớt rất là ngon nha. Hello, hôm nay có dịp đi lên Gò Vấp, ghé lại quán Đồng Quê Ba ở đường Cây Trâm. Cứ đi vào đường Cây Trâm là có cái quán Đồng Quê Ba này. Cái quán này nó rất là lâu, nó xưa lắm rồi, chắc cũng mấy chục năm rồi đó. Ghế gỗ ở đây là rất rộng rãi, rất rộng. Ở đây người ta tổ chức sinh nhật và tiệc tùng ở đây. Sinh nhật từ ngày xưa mình cũng tổ chức ở đây. Ở đây có một cái con thiềm thư nè. Con thiềm thư nhỏ. Này da xù xì luôn nè. Cái này là vỏ gỗ luôn nè. Xù xì, tạo xù xì. Rồi vậy ta. Thiềm thư này mà có vuốt luôn hả? Rồi, có thiềm thư con nữa nè. Thiềm thư mà có móng vuốt luôn mới ghê chứ. Thiềm thư này là mắt. Ghê quá. Quá dữ. Có nhiều cái bạn cổ viết bằng thư pháp lên. Hồi kia mình đãi sinh nhật ở đây. À đúng rồi. Làm lớn. Làm quá trời lớn luôn. Quán rất là lớn. Đây cái gỗ này nhìn giống như cái sân con nai ha. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Dù có ra sao cũng chẳng sao. Thì đâu có gì sao cũng mà. Chắc ở đây là cái khu vực sân khấu nè. Mà không có tiền thì người ta sẽ dời sân khấu đi. Ở đây là có gỗ, gỗ lũa. Gỗ lũa. Ở đây là con thu. Thu nai gì đó. Người ta bẻ ra làm đèn led vô. Chắc để cái này từ mùa Giáng sinh năm rồi tới bây giờ. Đây có các bạn khách hàng luôn đúng. Kể cả khi họ mất lỗi thì như vậy thôi. Rồi bây giờ mình ở đâu rồi bạn? Rồi đãi sinh nhật bà ngoại. Trời ơi, mấy tháng trời rồi hả? Sinh nhật hả? Đây là cái menu của quán Đồng Quê Ba nè các bạn. Rất là nhiều món nha. Nhưng mà giá thì hợp lý thôi. 80-90 ngàn. Rất là nhiều món. Từ sò, ống tỏi, sườn, hàu, bò, đà điểu. Đó, rất là nhiều món nha. Nhưng mà mình chỉ ăn là lẩu thôi. Món lẩu là 170 nè. 170-200.
mình kêu cái 170 với lại kêu thêm đồ ăn là hình như là 150 nữa đó. Có lẩu sôi rồi kìa em ơi. Rồi khui ra đi. Rồi để coi nó chín chưa để cho ngoại ăn. Đó. Đây cái lẩu đồng quê nó đã sôi lên rồi. Rất là ngon luôn, rất là thơm. Đó, cá rất là tươi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ rau nhúc nha. Cái rau nhúc này mình bỏ vô. À sợ nó chín quá nó rụt quá phải không? Rồi mình vớt cá ra nha. Tôm. Tôm nó tươi lắm nha các bạn. Bởi vì nếu mà nó không tươi là nó rớt cái đầu nó ra rồi. Cái gì á? Tiếng trời gầm hay gì á? Ôi vậy hả? Rồi bây giờ là kế tiếp là mình vớt cá ra. Đây. Đó. Cái nào mềm mềm á để cho ngoại ăn. Này chấm nước mắm trắng với lại ớt này là nó cực ngon luôn, ăn xì xà xì sập. Đó, cái cá này nè ha, chấm vô nước mắm kia. Rất là ngon luôn. Rất là ngon. Lẩu chua ngọt gọi là lẩu đồng quê. Không, nếu mà cái lẩu đồng quê này tát qua bên anh Trân á, anh thấy không ngờ là cái lẩu nó lâu đến mức độ vậy. Chắc mấy chục năm rồi. Cái lẩu mấy chục năm rồi. À, 20 năm. Bằng tuổi anh đi á. Đàng hoàng cũng có trước á. Đúng rồi. Lẩu này có rất là lâu đời. Lẩu đồng quê này thì có cá. Rồi mực. Rồi nấm nha. Còn nước chua thì giống như là lẩu Thái vậy đó. Nhưng mà nó không có cay. Lẩu Thái thì cay, còn lẩu này thì nó không có cay. Nhưng mà có nêm lại không? Sợ nó chua quá bà ngoại ăn không được. À, phải bỏ thêm miếng đường. Tại hôm nay có bà ngoại ăn, bà ngoại phải ăn ngọt mới được. Còn nếu mà ăn chua bà ngoại ăn không được. À, bây giờ mình bỏ rau nhúc vào nha. Nhưng mà rau nhúc thì bỏ xong rồi vớt ra đi, chứ không để lâu quá nó sẽ bị chín quá, nó sẽ không có ngon. Nó mà mất vitamin với là nó dai nữa. Còn mình vừa chín tới thì nó có độ giòn, nó ăn sẽ ngon hơn. Đừng có lấy đầu nữa, trong đây đầu nhiều rồi. Rau nó như vậy là được rồi, không có cần chín nhiều lắm đâu.
nó này nó có độ giòn, nó sẽ ngon hơn. Đừng có làm nó chín quá là cũng không có được đâu. Nó giòn. Rồi lại mình lại kêu thêm một phần cá nữa. Mình sẽ để vào lẩu này. À, tổng cộng là coi như là 3 phần cá. Sao ngoại ăn cá thấy được, ngoại có bị dai gì không? Ăn được không? Chấm được không? Dạ. Đúng rồi, lẩu thịt nó dai quá, ăn đâu có được. Ồ, cầm dài ăn được không? Thấy ngon không? Ngon ngon bằng bên đồng quê bên kia không? Một chỗ á hả? Rồi mỗi nhọn ăn thấy có sự khác biệt gì không? Hay là giống nhau? Ủa sao cái chén của mỗi nhọn gì đâu mà không thấy gì hết trơn vậy? Hay là bây giờ mình rót nước mắm cho mỗi nhọn húp thôi, khỏi nữa nè. Thôi bây giờ mình ăn thôi. Rồi mình ăn nha. Ăn lẩu thì thật sự là mình rất là thích cái dĩa nước mắm này. Lấy nước lẩu thêm ha. Lấy nước lẩu thêm. Rồi cảm ơn nhiều nha. Đây cái dĩa nước mắm thì mình rất là thích. Nhìn nó đã. Chấm cho một miếng ớt vô rồi. Ngon nha. Đây mình lấy một tí cua cá đây cho nó ngập nước mắm vô luôn ha. Đây là cái dĩa bún đây, chén bún của mình có nấm nữa nè. Rất ngon. Cái phần cá thì ngay chỗ phần này nó rất là béo nha. Chấm mắm vô cho nó ngập mắm, cho nó miếng ớt này vô đây luôn ha. Đó. Rồi ăn hả? Đây, mắm, ớt. Rất ngon. Ăn bún vô thôi. Đây là một dĩa mì cho ngoại đây. Rồi. Đây dĩa mì cho ngoại ăn đây. Đó, mì hải sản. Rồi mình sẽ thử cái lẩu chua. Lẩu đồng quê thì mình ăn rất là nhiều rồi, nhưng mà ăn cũng ăn hoài nó không có ngán. Tại vì nó chua chua ngọt ngọt rồi nó ăn nó đã lắm, nó không có ngán đâu. Đây là cái đầu cá nó rất là béo nha, còn ở bụng nó cũng rất là béo. Rồi bây giờ mình đem cái này vô mình ăn nha. Đây mình uống soda chanh cũng rất là ngon nha các bạn. Đây soda chanh nè. Aguafina soda. Soda này là cũng rất là ngon nha. Mình uống với lại chanh được. Uống nó ngon hơn là uống nước ngọt. Bây giờ thì không dám uống rồi. Cá chấm vô. Sôi rồi. Một miếng này vô. Phần cá thêm nha các bạn. Đó, nhìn nó rất là ngon nha. Đây đó.
rất đã, nó có ớt nữa, nhìn nó rất là màu mè, nó cũng rất là đẹp, ăn cũng rất là ngon. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại thôi. Cái phần cá của mình kêu thêm nó đã sôi rồi, chắc nó cũng chuẩn bị chín rồi đó. Nha, em có vớt ra không? Hả? Chín chưa? Chắc chín rồi á. Vớt ra đi để lâu quá nó sẽ không có ngon. Gì cũng vậy, mà nấu mà chín quá thì nó không ngon. Sống thì nguy hiểm, còn nấu chín quá thì nó sẽ không ngon. Này, vớt cá ra ngoài. Để cá thêm cho bà ngoại ăn đi. Bà ngoại ăn thêm mì đi. Rồi đem về để sáng bà ngoại làm nóng lại bà ngoại ăn thôi. Đúng rồi, đem về má để tủ lạnh á. Đúng rồi. Cái nước này ngon lắm.